từ một nước. Đây là quả đá đầu tiên của đội tuyển Giải trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng. Vâng, thủ môn của FC Tịp tỏ ra rất xuất sắc và vững chãi trong và chúng tôi thi đầu ngay thử này. Vâng, tỷ số lúc này vẫn đang là 2-2. Vâng, đây là lượt thi đầu tiên của các cầu thủ FC Tịp. Vâng. Đây là quả sút đầu tiên của các cầu thủ FC Tịp. Vâng. Thank you.